Xin chào mọi người, trước giờ chúng ta sử dụng hình ảnh để làm hình nền trên iPhone là một chuyện rất là bình thường đúng không ạ? Vậy có bao giờ các bạn sử dụng video để làm ảnh nền trên iPhone chưa? Chưa đúng không? Bởi vì iPhone không hỗ trợ định dạng video để làm hình nền. Nhưng mà hôm nay khi các bạn xem hết video này, các bạn sẽ biết cách sử dụng video để làm ảnh nền trên iPhone. Và không chỉ vậy đâu, mình còn hướng dẫn cho các bạn cách để làm một chiếc video siêu sang, siêu xịn từ chính những cái bức ảnh của các bạn và sử dụng cái video đó làm ảnh nền trên iPhone luôn. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng nhau vào việc thôi. Để mình show thành quả mà mình đã làm được cho các bạn xem trước nha. Đây, các bạn có thấy xịn chưa nè? Cho bạn nào chưa biết thì chiếc máy mình sử dụng để làm video chính là chiếc iPhone X Max. Hiện tại bên cửa hàng Vietablet đang có bán em này với mức giá rất ưu đãi, chưa tới 10 triệu đồng và có hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% nữa. Đặc biệt là bạn nào muốn thử trải nghiệm trước khi mua thì bên mình còn có cả chính sách bao xài miễn phí trong vòng 7 ngày. Link sản phẩm thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn nha. Ok, vào việc. Đầu tiên thì các bạn hãy chuẩn bị sẵn 12 tấm ảnh mà các bạn ưng ý nhất, càng lung linh, càng ảo diệu càng tốt nha các bạn. Đặc biệt là khuôn mặt phải rõ ràng một tí, bố cục cũng phải cân đối và hợp lý để khi mà vào video á thì nó mới trở nên xinh đẹp, chất lượng cho các bạn. Xong rồi thì các bạn lên App Store gõ cho mình cáp kết. Giao diện của app nó sẽ như thế này đây. Rồi, các bạn sẽ bấm tải app cáp kết này về. Tải xong rồi thì mở app lên. Rồi vào cái phần mẫu, search cho mình cái từ khóa như mình vậy nè. Đây, rồi, nó sẽ hiện lên rất là nhiều mẫu nè, nhưng mà các bạn nên lựa chọn vào mẫu thứ hai này nha. Thực ra các bạn xài mẫu 1 cũng được, nhưng mà mẫu này sử dụng đến 20 bức ảnh lận, làm video nó sẽ không đẹp đâu. Tại vì á, các bạn biết sao không? 20 bức ảnh thì cái tốc độ chạy ảnh của nó rất là nhanh, cho nên là các bạn sẽ rất là khó thấy. Còn mẫu thứ hai thì mình sử dụng chỉ có 12 bức ảnh thôi, cho nên là tốc độ vừa phải lên sóng là bao đẹp luôn. Các bạn ấn vào sử dụng mẫu, chọn thêm ảnh rồi bỏ 12 tấm ảnh đã chọn vào. Xong rồi thì xuất ra. Tiếp theo các bạn sẽ vào bộ sưu tập ảnh, bấm vào video và chọn chỉnh sửa để cắt bớt thời lượng video ra, còn khoảng 7-8 giây như vậy là được rồi nè. Các bạn nhớ là phải cắt cái góc trên một xíu cho mất cái logo cắp kết đi. Vậy là các bạn đã có một video ảnh hơi bị xịn sò rồi nha, dùng để up Facebook rồi Insta cũng rất là ngon lành cành đào nè. Khi mà đang ở định dạng video thì các bạn sẽ chưa thể cài làm hình nền được đâu, nên các bạn phải chuyển nó qua định dạng live photo trước đã. Và để làm điều này thì các bạn phải đăng video vừa làm xong lên TikTok, chờ nó tải lên xong thì các bạn click vào video đó rồi ấn vào cái dấu ba chấm dưới góc phải màn hình và chọn cái chỗ live photo để tải về máy nha. Bây giờ thì chúng ta hãy vào lại một ảnh xem có chưa. Đây, các bạn nhấn giữ màn hình để kiểm tra lại nha. Đó, ngon lành chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta cài làm hình khóa thôi. Vậy là chúng ta đã có một hình nền từ video sang xịn mịn rồi nè. Nếu các bạn muốn cài video khác thì cũng up lên TikTok rồi làm tương tự như cách trên nha. Vậy là mình vừa chia sẻ xong cho các bạn cách để sử dụng video làm ảnh nền trên iPhone. Nếu như các bạn thấy cách này hay thì các bạn hãy share cho bạn bè, đồng nghiệp của các bạn để cùng làm nha. Và trong quá trình làm, nếu như các bạn gặp lấn cấn gì đó thì các bạn cứ comment ở bên dưới bài đăng, mình sẽ giải đáp ngay cho các bạn. Và nếu như các bạn thấy video hữu ích thì các bạn hãy like video cũng như là subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!